Bình Dĩ, lần này may mắn thoát chết trở về, từ nay mình đừng xa nhau nữa được không? Được. Quynh cài giùm muội đi. Đợi sau này kiếm đủ tiền, Quynh sẽ mua cho muội một cây trâm thiệt đẹp. Không cần, tụi mình phải tiết kiệm ngân lượng. Trong nhà sắp có thêm thành viên mới rồi. Muội có rồi hả? Quynh không vui hả? Quynh sắp làm cha rồi. Thiệt không? Quynh sắp làm cha rồi. Tốt quá rồi Bình Quân à. Tốt quá rồi. Quynh sắp làm cha rồi. Hơi tỉ tỉ đâu? Yên tâm đi, Lưu đại ca của muội đang chăm sóc cho cổ. Quynh đã lấy nó về rồi, nhớ đem theo bên mình đó. Nói đi. Đã điều tra rồi, là do Yến Dương đứng đằng sau. Cẩn thận nóng nữa. Quynh không vui sao? Không phải, chỉ là Quynh đang nghĩ tới tụi áo đen thôi. Rốt cuộc tại sao bọn chúng lại bắt cóc tụi muội chứ? Lúc bị giam giữ, muội có thấy chúng có hành động gì đáng nghi không? Không có. Chuyện cũng đã qua rồi, Quynh đừng nghĩ nhiều nữa. Muội ngủ chút đi. Mới sáng sớm muội không chịu nghỉ ngơi, ở đây làm gì hả? Còn không phải là để tìm ra cách trị dị giác cho Quynh sao? Hôm qua Quynh đã cứu muội, bữa nay muội xuống bếp làm món ngon mời Quynh ăn. Tốt vậy sao? Wow, thơm quá vậy. Có phải Quynh với Bình Quân lại có lộc ăn rồi không? Đương nhiên có phần của Quynh và Hứa tỷ tỷ rồi. Mạnh Quynh, không biết Quynh có thời gian đánh với tài gián cờ không? Được thôi. Mời. Tâm tư của Lưu Huynh hình như không đặt trong ván cờ này thì phải. Có vẻ mỗi bước đi của ta đều nằm trong phán đoán của Huynh. Huynh nghĩ vậy sao? Chúng ta sau này sẽ là địch hay là bằng hữu đi? Trên thế gian này không có bằng hữu nào là mãi mãi, cũng không có kẻ địch nào là mãi mãi.
cờ phản ánh tâm cơ người chơi. Nhưng mà Huynh thì lại không phải. Nói một cách khác, Huynh hiện giờ chỉ đang bày ra bộ dạng mà Huynh muốn người khác nhìn thấy thôi. Không phải Lưu Huynh cũng vậy sao? Từ đầu ta đâu có cảm giác Huynh nhìn ta đầy hận thù. Tại sao vậy? Huynh chỉ cần nhớ là quá khứ của Huynh không có gì là đáng thương. Người đáng thương hơn Huynh vẫn còn rất nhiều. Những lúc Huynh gặp nạn, luôn có người âm thầm liều chết bảo vệ. Nhưng có những người phải tự lực cánh sinh. Không lẽ Huynh cũng là người bị hại trong cuộc chiến năm đó? Quá khứ và tương lai dường như số phận của chúng ta đã được an bài. Bị ràng buộc trong cùng một ván cờ. Được rồi, Huynh thắng rồi. Hôm khác chúng ta chơi tiếp. Bất kể Huynh đã từng trải qua chuyện gì, nhưng Huynh vẫn có thể lựa chọn điều Huynh muốn. Còn ta thì không thể làm gì cả. Muốn có cũng không thể có, muốn giữ không thể giữ, muốn lui không thể lui. Thậm chí ngay thứ quyền từ bỏ cũng không có. Nhưng mà Dân Ca với Bình Quân là những người không nằm trong ván cờ này. Lần này họ xảy ra chuyện, có thể là vì thân thế của ta, cũng có thể là vì Huynh. Họ may mắn thoát được lần này, nhưng mà lần sau thì sao chứ? Ta không quan tâm kết cục sau này của hai chúng ta sẽ ra sao. Ta chỉ hy vọng rằng hai nữ nhân này không bị cuốn vào cuộc chiến mà họ là người ngoài cuộc. Ngươi xem, chuyện này rốt cuộc là sao chứ? Từ lúc ở cung Cam Tuyền trở về, Hoàng thượng vẫn không muốn gặp ta. Nghe nói người thưởng rất nhiều thứ cho Quảng Lăng Dương, còn đặc biệt sắc phong cho mấy người con trai của ổng. Ngươi có biết là sau khi biết chuyện này ta buồn lắm không? Sắp tới sinh thần của công chúa rồi, ngươi có ý tưởng gì hay không? Trước kia bổng cung đắc thế, những người đó đều cung phụng ta. Bây giờ vắng vẻ hoành hiu, không làm nữa, không làm nữa. Nhưng mà công chúa, khởi bẩm công chúa, Yến Dương đưa tới hai chiếc bình tử ngọc, một đôi ngọc bội quyên ương hồ điệp, một cặp gối thủy tinh, còn có một phong thư nói là mừng sinh thần của công chúa. Lùi xuống đi. Dạ. Yến Dương với ta cùng chung cảnh ngộ. Vậy chuyện Hoàng thượng thưởng cho Quảng Lăng Dương cũng có nhắc tới đôi chút. Gần đây phủ ta vắng vẻ, trong hoàng tộc cũng chỉ có Yến Dương phái người tới chúc mừng sinh thần của ta. Phải giữ mối quan hệ mới được. Người viết cho ta bức thư đa tạ ổng đi, tiện thể lo kéo ổng một chút. Dạ. Ngoài trừ Yến Dương, Thượng Đại Nhân với Tăng Đại Nhân cũng đem lễ vật tới. Nhất là vị Thượng quan Đại Nhân đó, lễ vật thực sự có dụng tâm. Người nghĩ sao hả? Trong bốn vị đại thần, chỉ có Thượng quan Kiệt và Quách quan là có thực lực nhất. Bọn họ công khai tranh giành đấu đá đã bao năm rồi, tiếp cận với bổng cung cũng chỉ muốn tranh sủng ở phía hoàng thượng thôi. Người xem, nếu năm nay bổng cung không tổ chức tiệc sinh thần, thì những kẻ tiểu nhân định hót kia có khi nào cười chê bổng cung không? Nếu tổ chức tiệc sinh thần, cho dù hoàng thượng không tới thì cũng sẽ đưa quà tới. Trong mắt người ngoài, quan hệ với công chúa và hoàng thượng sẽ như cũ. Nếu như được như vậy, vụ làm ăn trong kinh thành của chúng ta sẽ thuận buồm xuôi gió.
Được, chuyện này ngươi cứ quyết định đi. Ngoài Thượng quan đại nhân, Tăng đại nhân ra, ngươi giúp ta gửi thiệp cho quách quan. Có được ba người này thì yến tiệc của bổn cung tuyệt đối sẽ không vắng vẻ nữa. Dạ. Hoàng thượng, trẫm nghe nói các phi dương vẫn chưa rời khỏi Trường An. Bẩm hoàng thượng, chắc tại bọn họ được mời tới dự tiệc sanh thần của công chúa nên mới nán lại ít ngày, tham gia bữa tiệc xong rồi mới đi. Đây cũng là chuyện dễ hiểu. Vậy sao? Hoàng thượng, không biết năm nay có giống mấy năm trước đi thăm công chúa hay không? Năm nay không đi. Hoàng thượng, thứ lỗi cho nô tài lớn gan. Sao tự dưng người lại xa cách với công chúa vậy? Trong hoàng cung này, người với công chúa nương tựa nhau mà lớn lên, giờ đây người lại bỏ mặc công chúa, không phải là tự hành hạ bản thân sao? Trẫm cũng chỉ vì muốn tốt cho hoàng tỷ thôi. Có những chuyện trẫm không thể quản được, tỏ ra ưu ái quá sẽ không tốt cho tỷ ấy chút nào. Cần giữ khoảng cách nhất định. Trai cò đánh nhau sau buổi tiệc tối mai, cho dù là trong cung hay là ngoài cung, kẻ có thể sống sót trở ra mới là kẻ chiến thắng thực sự. Được, vậy ngày mai bổn vương sẽ phái người vào cung giúp thượng quan gia với quốc gia một tay. An Nhi à, mọi chuyện chuẩn bị tới đâu rồi? Phụ thân cứ yên tâm, mọi chuyện chuẩn bị xong. Tốt. Quốc hoàng, thượng quan gia ta sẽ không để cho người sống qua ngày mai đâu. Liên Nhi có động tĩnh gì không? Phụ thân không cần phải lo lắng. Từ ngày quốc hoàng ngã Liên Nhi cho con đã biết hắn không có ý tốt, cho nên bất cứ điều bí mật gì của thượng quan gia con đều không cho nàng ấy biết. Thôi, vậy thì ta yên tâm rồi. Mời phụ thân xem. Ngày mai còn thống lĩnh người lâm quân bao vây nữa. Ân quán giữa thượng quan gia và quốc gia vô cùng phức tạp, đã không còn đường lui. Nếu ta dự đoán không sai thì ngày mai sẽ xảy ra chuyện lớn. Truyền lệnh xuống dưới, tất cả những người trong Lưu Tinh Bang chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần nghe lệnh lập tức tiến cung. Dạ. Phụ thân, những chuyện gần đây ở thượng quan gia con đều nói cho người biết, không sót một lời. Làm tốt lắm. Lùi xuống đi. Còn có chuyện gì sao? Bao nhiêu năm nay người luôn chống đối với phụ thân là cha chồng của con thượng quan Kiệt. Sau này nếu phụ thân với thượng quan gia nảy sinh xung đột, Liên Nhi khẩn cầu phụ thân đừng làm hại phu quân của con. Người ta muốn đối phó là thượng quan Kiệt, phu quân của con cũng coi như là con của ta. Ta tự biết chừng mực, sẽ không để nó phải chịu khổ đâu. Vậy Liên Nhi xin cáo từ trước, phụ thân hãy bảo trọng. Được. Mùi mùi. Tỷ tỷ. Phụ thân, mọi chuyện đã chuẩn bị xong rồi, tất cả làm theo kế hoạch của phụ thân, không hề sơ sót. Liên Nhi với con đều là con gái của ta, tư chất của hai đứa sao lại khác nhau tới như vậy chứ? Phụ thân, sao người nói như vậy? Người mà ta bố trí trong thượng quan gia sớm đã đem kế hoạch mưu sát ta của thượng quan Kiệt nói cho ta biết, nhưng Liên Nhi lại không nói một lời nào. Phụ thân, tỷ tỷ chắc chắn là không biết chuyện. Thượng quan Kiệt là lão gian thần, ổng chưa bao giờ tin tưởng tỷ tỷ. Nếu tỷ tỷ mà biết được, nhất định sẽ nói cho phụ thân biết. Chỉ sợ là ngày ta trừ khử thượng quan Kiệt, Liên Nhi ngược lại sẽ bảo vệ thượng quan Kiệt. Sớm biết ngày này,
Lúc đầu ta không nên đem Liên Nhi gả cho kẻ địch. Tỷ tỷ, muội muội, sao muội lại giúp tỷ giặt đồ vậy? Sáng sớm dậy cũng đâu có việc gì làm đâu, nên tiện tay giúp tỷ thôi mà. Tỷ thấy Bình Dĩ dạo này sao sao đó. Từ lúc tỷ nói tỷ mang thai, Nguyên ấy lúc nào cũng tỏ ra lo lắng, hình như không được vui cho lắm. Tỷ tỷ, đừng có nghĩ lung tung nữa mà. Thiên hạ này làm gì có phụ mẫu nào không thích con của mình chứ. Cũng đúng. À đúng rồi, mảnh đầu đá của mùi đâu? Quỳnh ấy hả? Mới sáng sớm đã thần thần bí bí không biết chạy đi đâu mất tiêu rồi. Hèn gì mà mùi mùi nói có thời gian, thì ra là mảnh đầu đá của mùi không có ở bên mùi. Còn kẹo mùi nữa. Trúc công tử, ta tới Tất Lý Hương tìm nhưng mà không thấy cô, nên đã tự ý tới đây. Xin hỏi có chuyện gì hay không? Tất nhiên là chuyện sinh thần của công chúa rồi. Ta muốn mời cô trong tiệc sinh thần của công chúa làm mấy món đặc biệt, sẽ không để cho cô thiệt thòi, ngân lượng sẽ gấp 10 lần bình thường. Nhưng mà sau chuyện xảy ra lần trước, ta vẫn cảm thấy là không nên đi. Đi. Hồi nãy ta có nghe cô nương nhắc tới Mạnh công tử. Vừa hay ta biết được Mạnh công tử đang ở đâu và đang bận làm gì. Sao người biết được? Nếu cô nương muốn biết thì hãy đi theo ta tới phủ công chúa. Đợi tới lúc giảng tiệc rồi, chắc chắn cô sẽ biết hắn đang làm gì. Quỳnh ấy sẽ tới phủ công chúa sao? Kêu mình ngoan ngoãn ở trong nhà, sao bản thân lại chạy đến đó chứ? Sao đây, muốn đi không? Hay là cô không dám? Đi thì đi. Chút nữa cứ theo thứ tự mà ta đã sắp xếp đem lên, biết chưa? Dạ biết rồi. Dạ biết, dạ biết rồi. Dạ biết. Vậy ta ra ngoài trước đây. Dạ. Trúc công tử, cô đang định đi đâu vậy? Ta đã làm xong rồi, giờ tính đi tìm Mạnh Giác. Nghe tôi nói một câu, bên ngoài đều là các vị khách quý, cô tự ý ra ngoài như vậy, nếu đắc tội với ai đó chỉ sợ rước họa vào thân. Chào chào ngài. Xin chào. Xin chào. Chào phu nhân. Mời vào, mời vào. Lâu quá không gặp phu nhân. Xin mời. Xin chào. Mời. Xin chào. Ngồi đi, ngồi đi. Dạ mời, mời. 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 Ta. Xin mời. Mời đi. Xin mời, xin mời. Mời ngồi. Mời, mời. Sao quá quan diện chưa tới? À, phụ thân không cần lo lắng, mật thám đã báo lại quan quan sắp tới rồi. Mọi chuyện chuẩn bị xong hết rồi chứ? Phụ thân yên tâm, sau chuyện đêm nay quan quan sẽ mãi mãi biến mất. Ngày mai lên triều nghị sự với hoàng thượng, chỉ còn một mình phụ thân thôi. Ở đây được rồi, đứng đằng sau tấm rèm đi, đừng có gây tiếng động. Bên ngoài là những người quyền quý, để họ nhìn thấy là tội chém đầu. Đúng là toàn những vị khách quyền quý. Ngài tới rồi sao? Mạnh đầu đá ở đâu vậy? Ngài tới rồi sao? Dạ xin mời. Vào đi. Xin mời. Mời vào. Mời phu nhân. Cẩn thận. Thì ra Quỳnh đang ở bên cạnh cô nương họ Quách đó. Trúc công tử, công chúa nói khách hôm nay khá đông, phải làm thêm vài món. Cô hãy mau xuống bếp đi. Những món làm thêm ta sẽ đưa tiền công gấp 20 lần. Ở trong bếp tới khi tan thì có biết không? Đi nào. Đa tạ Mạnh công tử. Không biết là đề nghị trước đây của thành quân, Mạnh công tử đã suy nghĩ tới đâu rồi? Mạnh Giác, cảm tạ quá cô nương đã cất nhắc. Chỉ là ta đã có ý trung nhân rồi. Mạnh công tử,
Hôm nay công tử đã chịu nhận lời mời tới đây, chắc là huynh đồng ý hợp tác với Quách phủ rồi đúng không? Huynh không thể suy nghĩ thêm chút xíu nào sao? Quách cô nương, sao phải tự làm khổ mình vậy chứ? Bây giờ mọi người đều nghĩ chúng ta có tình ý. Huynh nói ta làm sao đi giải thích với bọn họ đi? Cô có thể nói với bọn họ chính là cô đã đá một người thương nhân áo vải như ta. Ta vốn không xứng với cô, làm vậy sẽ không ảnh hưởng tới thân phận thiên kim của cô. Gần đây hắn hay đi tới Di Hồng Viện tìm Tiểu Đào Hồng. À. Đóng tất cả các cửa lại, không được ra khỏi thành. Đóng lại. Đóng cổng thành. Canh giữ các cổng ra vào, không cho bất kỳ ai chạy thoát. Nghe rõ chưa? Dạ. Hoàng thượng, khải bẩm hoàng thượng, thượng quan đại nhân bây giờ đã tự ý âm thầm điều động Ngự Lâm quân bao vây toàn bộ các ngõ trong thành rồi. Cái gì? Hoàng thượng, thượng quan gia không có thủ vụ của người, lại tự ý điều động Ngự Lâm quân, thần dám khẳng định là tạo phản. Bình phi Quách Quan có động tĩnh gì không? Ông đã phái Quách Vũ điều động cấm quân. Ngự Lâm quân bị Thượng Quan Kiệt đánh, cấm quân bị Quách Quan khống chế. Phụ Quan, năm đó người giết Mẫu Phi, lo sợ Mẫu Phi sẽ buông rèm giếp chính. Nhưng mà bây giờ, những đại thần phò tá mà người lựa chọn lại đối xử với con như vậy đây. Hoàng thượng, những chuyện xảy ra ở trong triều tuyệt đối không thể để cho hoàng tỷ phải chịu uất ức. Tìm cách đón hoàng tỷ vào cung. Dạ. Tại sao chứ? Trẫm đã nhận nhịn các người biết bao nhiêu chuyện rồi, vì mà các người vẫn để mọi chuyện thành như vậy, thật là quá đáng. Nhanh lên, nhanh lên, đóng cửa lại. Nhanh lên, đóng cửa lại. Đóng cửa lại, nhanh lên. Nhanh lên, đóng cửa lại. Tránh ra, tránh ra, tránh đường. Không được ra ngoài. Giết, giết. Yeah,
hoàng thượng. Sao mà nhanh như vậy? Thôi bẩm hoàng thượng, Quách đại nhân đã phong tỏa Dị Ương cung rồi, không cho tiểu nhân rời khỏi cung nửa bước. Có chuyện như vậy sao? Các ngươi đi theo trẫm. Hoàng thượng, hoàng thượng, Mạc tướng vừa nhận tin tức nói có người muốn mưu phản. Để bảo vệ sự an toàn cho hoàng thượng, xin hoàng thượng ở lại trong cung. Ai mưu phản? Đại tư mã đại tướng quân Quách đại nhân đang đi điều tra. Nếu sau khi điều tra rõ ràng sự thật sẽ lập tức bẩm báo cho hoàng thượng. Hỗn sự! Xin hoàng thượng hãy ở lại trong cung. Chỉ cần hoàng thượng tối nay ở lại, cho dù sau này hoàng thượng có ban chết cho Mạc tướng, Mạc tướng cũng sẽ không hối hận. Hoàng thượng, trời cũng đã tối rồi, xin hoàng thượng hồi cung nghỉ ngơi. Dân cô nương, cô đi đâu vậy? Yến tiệc tới nửa đêm vẫn chưa có tang, tay chân ta đã rời hết rồi, phải ra ngoài hít thở một chút xíu, tiện thể mang chút rượu về. Ấy da. Mạnh Đầu Đá không phải đang ở cùng với Quách cô nương sao? Chạy ra ngoài làm cái gì vậy? Mạnh Đầu Đá, sao huynh lại ở đây vậy? Sao muội lại ở đây? Nấu ăn. Đi thôi. Nè, xảy ra chuyện gì vậy hả? Huynh lôi muội đi nhanh như vậy để làm cái gì vậy? Huynh sợ muội gặp được Quách cô nương của huynh sao? Muội nghĩ cái gì vậy? Nè, lên kiệu đi. Muội còn chưa nấu ăn xong nữa mà. Mặc kệ chuyện nấu ăn. Ấy, muội yên đó. Hoàng thượng, người muốn trút giận thì cứ mạnh tay ném đi, kìm nén trong lòng dễ sinh bệnh lắm. Là trẫm bất tài, sao phải trút giận đến những đồ vật vô tri? Kết quả đã định, ngày mai
chuẩn bị thánh chỉ phong thưởng, Quách quan có công dẹp loạn. Sao hoàng thượng lại biết trước kết quả? Người của Quách quan hồi nãy rất tự tin đối đáp. Nếu chỉ là vội vàng nhận được mệnh lệnh, sao hắn dám nói chuyện với trẫm như vậy chứ? Quách quan lắm mưu nhiều kế, nhất cử nhất động của thượng quan Kiệt đã sớm nằm trong dự đoán của hắn. Thứ mà hắn ta đợi chỉ là một cái cớ để trừ khử thượng quan Kiệt mà thôi. Phản muốn tấn công Dị Ân Cung, bổn tướng phụng chỉ dẫn cấm quân bảo vệ cho hoàng thượng cùng với những người của phủ công chúa. Anh nói hàm hồ, người Lâm quân không hề vào cung. An Nhi, Quan Vũ, người gan lớn tài trời, dám giả truyền thánh chỉ, nơi này là phủ công chúa, làm gì mà có ai mưu phản? Thượng quan Kiệt, lão phu là cánh tay đắc lực của hoàng thượng, ngự Lâm quân mai phục trong ngoài thành để hành thích lão phu cũng có nghĩa có ý đồ vào cung chặt đứt cánh tay của hoàng thượng. Đây không phải gọi tạo phản thì là gì? Quốc quan công chúa, Thượng quan Kiệt, tên kịch tặc nhà ngươi, ngươi đâu? Không không, công chúa, người nghe ta hồi thân, chúng ta đã trúng kế rồi. Trời ơi, quốc quan ngươi giỏi lắm, hôm nay lão phu liều chết với ngươi. Lão tặc quốc quan, đi phu quân đừng mà. Cấm quân nghe lệnh, Thượng quan Kiệt muốn tạo phản, Thượng quan gia ngoài Liên Nhi ra giết sạch không tha. Chạy đi. Bảo vệ hoàng thượng. Hôn quân, xem người trốn đi đâu, lên cho ta. Trong ngoài ngoài, trên trên dưới dưới, khắp nơi trong sân này rồi, các người mau bỏ vũ khí xuống, bằng không giết sạch không tha. Hoàng thượng, Yến Dương muốn tạo phản thật sao? Quách quan đúng là cao minh, kéo hết từ người một, ở bên cạnh trẫm vào cuộc.
hoàng thượng, tiểu nữ phụ mệnh của chủ nhân tới cứu giá, xin hoàng thượng đi theo tiểu nữ. Hoàng thượng đi mau. Đi. Phụ thân. Phụ thân. Đừng mà, phụ thân thiếp đã hứa không giết chàng. Đừng mà. Tránh ra đi. Đừng mà. Tỷ tỷ. Thành quân. Tỷ tỷ. Đừng mà. Phụ thân, người đã hứa với con rồi mà, sẽ không giết phụ quân của con. Phụ thân, người đã hứa rồi mà. Liên Nhi, con là người của Quốc gia, không thể hành động bằng tình cảm. Ta sẽ cho hắn chết một cách thật nhanh chóng. Đừng mà. Đừng mà. Đừng mà. Phụ quân. Phụ quân. Phụ quân, chàng tỉnh lại đi mà. Phụ quân. Phụ thân. Phụ thân đã hứa với Liên Nhi rồi. Phụ thân hứa rồi mà. Phụ thân. Liên Nhi, trên đời này còn nhiều nam nhân tốt lắm, sau này phụ thân sẽ bù đắp cho con ha. Phụ thân. Phụ thân. Có phải tới Tĩnh Nhi phụ thân cũng không tha không? Tĩnh Nhi là cháu ngoại của phụ thân mà. Phụ thân, xin người hãy tha mạng cho Tĩnh Nhi. Phụ thân. Phụ thân. Liên Nhi cậu xin người mà. Đưa tỷ tỷ con về phụ đi. Tỷ tỷ, tỷ mà kệ Tĩnh Nhi đi, nghe lời dễ đi. Tỷ còn trẻ như vậy, tìm một nam nhân tốt sinh vài đứa con cũng được mà. Xin phụ thân. Mà tôi để về phủ đi. Tỷ tỷ, mẫu thân. Chúng ta đi thôi. Tỷ tỷ, chúng ta đi thôi. Tỷ tỷ, đi thôi. Quốc gia chúng ta không có đứa con gái nào hèn yêu như vậy. Năm đó tiên đế kêu ta với ngươi phò trợ Âu Chúa, lão phu đã biết được sẽ có ngày hôm nay. Chuyện tới nước này, lão phu không phiền ngươi phải đích thân ra tay nữa. Quốc hiền đệ, ngươi hãy nhớ rằng ngươi đã thề độc trước mặt tiên đế. Nếu bất trung với tiên đế, ngươi sẽ không được chết tử tế. Không thể chết tử tế. Bảo vệ hoàng thượng. Dạ. Đi. Thần Quốc dân cứu giá Trầm Trĩ, xin hoàng thượng thứ tội. Truyền ý chỉ của Trẫm, dù có như thế nào cũng không được làm hại công chúa. Thần tuân chỉ. Quốc đại nhân. Ông Quốc đại nhân. Ông Quốc đại nhân. Quốc công tử. Quốc công tử, ta luôn một lòng hướng về hai người. Quốc công tử, ta thường giúp người mà. Quốc công tử. Quốc công tử, tha cho ta. Biết ngươi trước giờ luôn bất mãn với Thượng Quan Kiệt, không ngờ cả nhà Thượng Quan Kiệt đã bị ngươi giết sạch. Bổn cung nhất định sẽ ở trước mặt hoàng thượng nói tốt cho ngươi. Nói tốt cho ngươi mà. Không cần. Hôm nay bổn tướng quân làm vậy là để tận trung với hoàng thượng. Không cần bất kỳ ai nói tốt cho ta, hoàng thượng sẽ tin lời nói của bổn tướng quân đây. Bổn cung lỡ lời rồi. Bổn cung là tỷ tỷ ruột của hoàng thượng, ngươi không được làm bậy. Trẫm
Trong cung truyền ra tin tức Thượng Quan Kiệt câu kết với Yên Vương trong ngoài kết hợp tạo phản, đã vậy còn tìm được trong phủ của người trọng lễ của Thượng Quan Kiệt với Yên Vương tặng cho, còn có bức thư mà ngươi gửi cho Yên Vương nữa. Công chúa, còn có gì muốn nói không? Ta bị vu oan. Quắc quan, ngươi đúng là lớn gan mà. Kẻ lớn gan là công chúa. Hoàng thượng, mang ta cứu ta. Khoan đã. Đại nhân, hoàng thượng có chỉ, không được sát hại công chúa. Tình hình trong cung ra sao rồi? Phản tặc trong cung đã bị bắt hết rồi, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát. Giam công chúa lại trước đã. Dạ,